Vâng, xin chào các bác, xin chào các anh, các chị đang xem kênh YouTube PA Marketing của tôi, giảng viên Nguyễn Phan Anh. Và đồng hành với tôi trong chương trình này sẽ có chuyên gia Nguyễn Phan Minh Anh, một chuyên gia tư vấn doanh nghiệp và phát triển chiến lược cho doanh nghiệp trẻ nhất Việt Nam hiện nay. Hiện nay thì ông Nguyễn Phan Minh Anh đã vừa tròn 6 tuổi và đang bước sang tuổi thứ 7. Ông đang học tập và nghiên cứu tại trường tiểu học Vin School. Và có mặt trong video này thì ông sẽ cùng với cha của mình là ông Nguyễn Phan Anh sẽ tư vấn cho các anh chị, các cô, các chú, các bác về các kỹ năng mềm trong cái hoạt động bán hàng chuyên nghiệp. Và xin mời ông Nguyễn Phan Minh Anh chào các khán giả. Con chào các cô, chú, các bác, các anh chị. Rồi, cảm ơn con. Theo con thì bây giờ mình đi bán hàng ấy thì mình có cần phải tuyển nhân viên không? Có. Có. Thế mình tuyển nhân viên xong mình có phải hướng dẫn họ cách bán hàng không? Có. Thế họ có cần phải học những cái thông tin về sản phẩm, thí dụ như là sản phẩm có kỹ thuật như nào, kích thước ra làm sao, rồi có những đặc tính gì, họ có phải học không? Có. Tại sao phải học? Vì họ không biết. Thế không học thì làm sao mà bán được, không học làm sao mà biết tư vấn, đúng không? Thế ví dụ như bây giờ Minh Anh bán cho ba cái điện thoại này, ba là khách hàng, ba đi mua cái điện thoại thì Minh Anh sẽ tư vấn cho ba cái điện thoại này như thế nào? Điện thoại này là điện thoại iPhone 14 Pro Max. 14 Pro Max. Rồi. Gì nữa? Nó có đẹp không? Nó là màu vàng da. Dùng có xịn không? Có. Có lướt mạng xã hội được không? Có. Có xem YouTube được không? Có. Và mình có nên mua không? Tùy vào người giàu hoặc nghèo. À, thế à, ok. Như vậy thì qua câu chuyện của chuyên gia Nguyễn Phan Minh Anh nói rằng là tùy vào giàu hay nghèo thì có thể quyết định mua điện thoại hay không. Thế nhưng mà ông cũng cho rằng là phải đào tạo, phải tuyển dụng nhân sự, phải đào tạo các cái chính sách về sản phẩm, về dịch vụ, về khách hàng, về quy trình bán, quy trình phục vụ khách hàng, vân vân. Đấy, tiêu chuẩn của một nhân viên trong công ty. Đây là cái phần kỹ năng mềm đầu tiên trong một cái bộ kỹ năng mềm rất dài dành cho các cái nhân viên kinh doanh. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta tuyển dụng nhân sự vào thì chúng ta sẽ phải đào tạo cho cái nhân viên kinh doanh của mình về sản phẩm, về thương hiệu, về công dụng của sản phẩm, về tính năng, cấu tạo thành phần, vân vân, quy trình đóng gói, tính ưu việt của sản phẩm, rồi thì sự khác biệt của sản phẩm, rồi các cái tính chất kỹ thuật, tính chất hóa học, vân vân. Và đặc biệt là mình, nếu mà mình sản xuất thì mình có thể yêu cầu là nhân viên gọi là tham gia vào cái khâu sản xuất, hoặc là tham gia được học tập trực tiếp tại nhà máy để họ nắm bắt được các quy trình, để họ hiểu sâu về sản phẩm, họ có thể tư vấn cho khách hàng. Có đúng không hả ông Minh Anh? Có. Yeah. Thank you. Rồi, xin mời ý tiếp theo. Xin mời ông Minh Anh đọc tiếp. So sánh về chất lượng, giá cả và thương hiệu so với một số đối thủ trên thị trường. Rồi, tại sao phải so sánh về chất lượng, về giá cả và thương hiệu? Bởi vì khi khách hàng ấy mua hàng, nhất là các nhà phân phối, các đại lý, thì họ thường xuyên là so sánh tương quan với một cái thương hiệu khác, một cái sản phẩm khác, đặc biệt là cái thương hiệu và sản phẩm dẫn đầu. Đấy, khách hàng thì luôn luôn nói về đối thủ là cái hãng 3A, hãng B, hãng C này rồi rất là tốt, rồi mình không bằng thương hiệu với họ, rồi giá của họ tốt hơn, rồi thì họ chê bai mình, vân vân. Rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta thấy là thường xuyên. Như vậy chúng ta cần phải có những cái minh chứng, mình cần có cái bảng ma trận để mình đánh giá là mình hơn gì so với cái thằng A, thằng B, mình kém gì so với cái thằng C, thằng D. Đó. Rồi mình ở cái phân khúc nào trong cái ma trận đó bằng hình ảnh hoặc bằng video. Rồi tiếp tục, chúng ta phải đào tạo kỹ lưỡng, kiểm tra và chắc chắn rằng là nhân viên của mình hiểu đúng, hiểu chính xác về công ty. Đấy, bởi vì hiện nay có hiện tượng là nhân viên kinh doanh là rất hay nhầm về chính sách là cho quá hoặc là em tưởng, em tơ, rất nhiều cái loại em tưởng. Nên mình đào tạo và mình cho phép là nhân viên kinh doanh có thể gọi là được phép đàm phán với khách hàng ở mức nào. Rồi, ok, mời chuyên gia Minh Anh. Giá, chất lượng, thương hiệu, công nợ, chính sách, thưởng và những thứ 100% khách hàng đều quan tâm và đều hỏi và họ sẽ so sánh. Yeah, thank you. Tức là ở đây ông Minh Anh ông vừa đọc rồi đấy ạ. Các anh chị các bạn thấy là cái vấn đề về giá này, về chất lượng này, về thương hiệu này, công nợ này, thanh toán này, đấy kiểu như thế, chính sách thưởng chiết khấu vân vân. Thì trong quá trình mình đi đàm phán, mình đi chào hàng thì mình gọi là luôn luôn bị khách hàng so sánh. Vì vậy mình phải biết được đối thủ, mình phải có bảng ma trận so sánh. Có khoảng 5-7 cái đối thủ, đặc biệt là những cái đối thủ lớn trên thị trường, dẫn đầu trên thị trường thì họ sẽ hay có so sánh. Rồi, tiếp tục ạ. Đào tạo về các câu hỏi thường gặp. Tiếng Anh là gì? FAQ. FAQ. Đúng không? Có phải FAQ không? Có. Ok. Cho nhân viên kinh doanh. Ok. FAQ tức là frequent asked and answered question, tức là những cái câu hỏi thường gặp, lặp đi lặp lại. Đấy, thế thì khi mà chúng ta làm sale ấy, thì chúng ta sẽ thấy là khách hàng họ sẽ có một số nhóm các câu hỏi về sản phẩm, về giá, về chính sách, về chiết khấu, về công nợ, về hơn thằng này thằng kia, rồi bảo hành, bảo trì, đổi trả vân vân. Rồi thì những cái câu hỏi như vậy mình liệt kê ra thành các nhóm và sau đó thì mình sẽ đào tạo cho nhân viên về cách thức trả lời. Mình phải ghi lại và mình kèm theo những cái câu trả lời hết sức là thuyết phục và kèm minh chứng, kèm hình ảnh, kèm video và sử dụng cái bộ siêu kit mà chúng ta đã xây dựng. Đấy, ví dụ như là sản phẩm có chống cháy được không, có chịu nhiệt được không, chịu được bao nhiêu độ, đúng không? Đấy, có chịu nước được không, chịu nước trong bao lâu. Đấy, tại sao hai sản phẩm cùng kích thước, cùng dung tích mà cái A lại nặng hơn cái B. Đấy, rồi thì các yếu tố kỹ thuật đặc biệt là gì. Đấy, tại sao giá của bên em lại cao như thế. Đấy, sao sản phẩm mấy năm rồi mà lại vẫn không có thương hiệu, không ai biết đến. Rồi thì kênh bán hàng của em anh chưa gặp bao giờ. Đấy, rồi thì anh cũng đã gặp hàng của em rồi nhưng mà không bán được. Đấy, rồi thì anh cũng thấy hàng của em bán trôi nổi ở ngoài chợ rất nhiều. Đấy, thì những cái câu hỏi như vậy thì khi người làm sale như mình đi gặp khách hàng là thường gặp câu hỏi đấy. Rồi, tiếp tục ạ. Mời ông Minh Anh. Đào tạo lý thuyết kết hợp với thực chiến cho sử dụng sản phẩm du lịch, dịch vụ thực tế của doanh nghiệp cho đi tham quan khách hàng, cửa hàng của khách hàng, đào tạo theo lối hướng dẫn chỉ tay cho làm bài, kiểm tra cho bán hàng giá, giả tưởng bán hàng cho sếp, bán hàng cho nhân viên kinh doanh khác. Ok, cái phần mà chuyên gia Minh Anh vừa đọc ấy có nghĩa là mình phải đào tạo. Mình đang ở cái mục gọi là đào tạo cho nhân viên kinh doanh, mà cái kỹ năng mềm thì phải được đào tạo kỹ. Thì mình đào tạo lý thuyết kết hợp với thực chiến cho sử dụng sản phẩm hoặc là dịch vụ của mình. Ví dụ người sale mà muốn biết được cái cảm giác, nhất là cái dịch vụ, thì họ đi spa đây, đúng không ạ? Thì họ phải được sử dụng spa, họ phải được tham gia vào toàn bộ cái quy trình đấy thì họ mới tưởng tượng ra được. Và họ phải được nói chuyện với khách hàng thì họ mới biết là khi mà khách hàng tham gia spa hoặc thẩm mỹ hoặc điều trị một cái gì đó thì họ có chịu đau đớn hay họ chịu những cái cảm giác như thế nào, thì nhân viên kinh doanh phải được biết. Đấy, cho đi tham quan cửa hàng, cho đi tham quan khách hàng, cho đi tham quan nhà máy. Đào tạo theo lối là chỉ tay, rồi thì theo cái lối là cầm tay chỉ việc đấy, cho làm bài kiểm tra, cho bán hàng giả tưởng bằng những cái tình huống, rồi thì bán hàng cho sếp, đúng không? Ví dụ tôi là sếp rồi các bạn bán hàng cho tôi đi, gọi điện gặp gỡ xin hẹn vân vân, và cho bán hàng cho các nhân viên kinh doanh khác theo cách thức demo để nâng cao cái trải nghiệm của nhân viên kinh doanh lên. Rồi, xin mời. Đào tạo về quy trình tiếp cận khách hàng, phân loại khách hàng và tiếp cận khách hàng. Ok, ở đây thì phần này là chúng ta phải xây dựng một cái quy trình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 các bước. Trong từng bước đấy đạt được các mục tiêu gì, tiếp xúc như thế nào, gọi điện như thế nào, hẹn gặp như thế nào, trình bày hàng mẫu như thế nào. Mình dạy mà mình gọi là thị phạm, mình sư phạm cho sale xem. Đấy, sau đó mình phải phân loại khách hàng ra, và với một nhóm các khách hàng lớn nhỏ khác nhau thì mình phải tiếp cận khác nhau, được chưa ạ? Vâng, thì cái quy trình ở đây nó có thể gồm một số bước như thế này. Quy trình này thì tôi xây tạm, mọi người có thể học hỏi tham khảo. Ví dụ như là bước 1 là hẹn gặp khách hàng, bước 2 là bước 1 là hẹn gặp, bước 2 là gặp, bước 3 là làm quen và gây thiện cảm, giới thiệu về bản thân, kể một số cái câu chuyện như thế nào đấy, rồi tư vấn, trao đổi và thuyết trình, đặt câu hỏi. Bước 5 là giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chính sách, chương trình, biểu diễn công năng của sản phẩm thông qua những cái sản phẩm hoặc công cụ demo, giúp khách hàng dễ hình dung ra. Bước 6 là đưa ra các lợi ích, các giá trị khi hợp tác với doanh nghiệp, khi hợp tác với mình. Phải nên có những cái bản Excel chi tiết về doanh số, về lợi nhuận, chi phí thì sẽ tăng được cái tính thuyết phục hơn, những case study của những cái khách hàng khác. Nhớ rằng là đôi khi khách hàng không cần quá quan tâm về sản phẩm, họ quan tâm về khả năng bán, họ quan tâm về tình trạng công nợ, họ quan tâm về lợi nhuận họ đạt được, họ quan tâm về những cái rủi ro. Thì hãy nói về những điều đó trước khi chúng ta khoe về cái sản phẩm. Rất nhiều người đến là cứ khoe sản phẩm em tốt lắm, mới tốt vừa, nhưng thực ra thì có thể người ta cũng chưa cần bàn đến cái chuyện đấy. Lắng nghe, đặt câu hỏi và lắng nghe khách hàng để tìm kiếm được cái nỗi đau, sự sợ hãi và sự sung sướng của khách hàng là gì. Sau đó thì chúng ta sẽ tấn công cũng như là để tìm cái hướng để chúng ta tiếp cận với khách hàng tốt nhất. Và chắc chắn rằng là các khách hàng sẽ có những lời từ chối, đúng không ạ Minh Anh? Đúng. Vì sao con không mua hàng? Vì hàng này không chất lượng. À, hàng này không chất lượng. Thế có khi nào con không có tiền không? Có thể con cũng không có tiền, đúng không? Thế ví dụ hàng không chất lượng này, mình không có tiền này, rồi thì không cho đổi trả này, không cho công nợ này, rất nhiều các vấn đề như vậy thì chúng ta phải xử lý lời từ chối, đúng không? Mình phải thuyết phục, khách hàng để khách hàng người ta mua hàng. Đấy, và chốt đơn, sau đó là giao đơn và chăm sóc khách hàng. Đây là các bước cơ bản của một cái quy trình bán hàng, các bạn có thể tham chiếu, học hỏi. Vâng, ok, thì tôi vừa kết thúc cái video, cái kỹ năng mềm đầu tiên dành cho dân sale, đó là chúng ta phải đào tạo cho dân sale, nhân viên kinh doanh của chúng ta am hiểu sâu về sản phẩm, về dịch vụ, chính sách, về khách hàng mục tiêu, quy trình bán hàng, cách thức phục vụ, quy trình chốt đơn, và hiểu về sản phẩm rồi, hiểu về thị trường, hiểu về đối thủ thì chúng ta mới có thể đi chém gió, đi tư vấn với khách hàng được. Vâng, loạt video này thì tôi có kết hợp cùng với con trai của tôi là bạn Minh Anh. Bạn năm nay mới có hơn 6 tuổi thôi các bạn, cho nên là đang bắt đầu học hỏi và thích xuất hiện trên YouTube. Nếu mà các bác thấy hay thì các bác cho bấm like. Và bạn ấy thì vẫn mới học có hết, chưa hết lớp 1 nên là về đọc chữ vẫn còn hơi khó khăn một chút. Với lại hôm nay là không đeo kính, bạn ấy sẽ phải đeo kính. Rồi, thế con chào các bác các cô các chú đi. Con chào các bác các cô các chú các anh chị. Ok, thế con chúc các bác các cô các chú như nào? Con chúc các bác các cô chú kinh doanh gì? Kinh doanh tốt. Kinh doanh tốt, kiếm gì? Kiếm thật nhiều tiền, tuyệt vời, ghê. Rồi, ok, bye bye.